Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát nên hành bát nhã ba la mật đa như thế nào? Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu chẳng hành sắc là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thọ tưởng hành thức là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành sắc hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thọ tưởng hành thức hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành sắc hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thọ tưởng hành thức hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành sắc hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thọ tưởng hành thức hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thọ tưởng hành thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì tánh của sắc còn không có sở hữu, huống là có sắc hoặc thường hoặc vô thường hoặc lạc hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Tánh của thọ tưởng hành thức còn không có sở hữu, huống là có thọ tưởng hành thức hoặc thường hoặc vô thường hoặc lạc hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu chẳng hành nhãn xứ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành nhãn xứ hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành nhãn xứ hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành nhãn xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì tánh của nhãn xứ còn không có sở hữu, huống là có nhãn xứ hoặc thường hoặc vô thường hoặc lạc hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ còn không có sở hữu, huống là có nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoặc thường hoặc vô thường hoặc lạc hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu chẳng hành sắc xứ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thanh hương vị xúc pháp xứ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành sắc xứ hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành sắc xứ hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành sắc xứ hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành sắc xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì tánh của sắc xứ còn không có sở hữu, huống là có sắc xứ hoặc thường hoặc vô thường hoặc lạc hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ còn không có sở hữu, huống là có thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc thường hoặc vô thường hoặc lạc hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu chẳng hành nhãn giới là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành nhãn giới hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành nhãn giới hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành nhãn giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì tánh của nhãn giới còn không có sở hữu, huống là có nhãn giới hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Tánh của sắc giới cho đến các thọ,